Mở cửa trái tim. Chào bạn. Chào em đi chứ bạn, gì cũng vậy mà ế đó. Em đoán đúng mà. Đúng không? Em là cô áo đỏ đúng không? Dạ. Hay quá vậy ta. Ủa sao, à có đeo mắt kiến hả? Có đeo mắt kiến. Dạ có. Kiến là kiến cận hay là kiến mát? Dạ cận. Ôi vậy hả, tại nãy giờ chị đâu có thấy đeo đâu. Rồi giờ không đeo mắt kiến có nhìn thấy mặt ảnh không? Dạ thấy chị nó cũng gần, thấy hơn cá trá một chút thôi. Có cần đeo mắt kiến vô không, cho nhìn rõ hơn dạ, không? Được rồi. Sao nhìn hoài vậy? Sao nhìn mặt đi rồi nhìn hình hoài vậy? Nhìn hình so sánh coi giống sao chị. Giống không? Giống giống chị. Rồi cái này sao? À đó, thấy chưa vậy đó. Qua qua tặng qua trái tim nè. Từ đầu gặp em, anh có món quà tặng em. Dạ cảm ơn em. Em cũng có món quà gửi tặng em nha. Trời ơi cảm ơn em. Dễ thương quá ha. Đầu để tôi coi coi. Sau chương trình xin số điện thoại, xin Zalo, xin Facebook. Đi xem phim mà còn vé chương trình. Chụp một tấm hình chung kỷ niệm. Ủa đi xem phim mà phải vé chương trình mới được hả? Tại vì em có chương trình, có hai cái vé chương trình. Trời đất ơi, cái này tặng bạn gái được không? Dạ được. Tặng bạn gái nha, đó. Trời đất ơi, đây vé chương trình thì nằm đây nè. Nhưng mà bấm nút thì mới tặng, còn không bấm đâu có tặng. Dạ dạ. Hãy nói cho chị biết cảm nhận đầu tiên của em khi mà mở cửa trái tim này ra thì em cảm thấy như thế nào? À, cảm nhận đầu tiên của em thì khi nhìn bạn gái thì thấy cũng hiền, ngoại hình thì cũng ưa nhìn, công việc thì cũng ổn định. Trong lòng em có cảm xúc gì không? Cảm xúc thì cũng có chút đỉnh chị. Có chút đỉnh. Tại lại mới gặp mà chị. Ừ. Còn em có nhận xét gì về người đối diện khi mà cánh cửa trái tim này mới mở ra? Dạ, em thấy ảnh thì mỗi người cũng giống như em muốn vậy đó. Mà có điều là em thì thích những người chững chạc hơn á chị. Ảnh chững chạc hình mà. Như em thấy hơi trẻ trung. Tại vì cái mặt ảnh trẻ, thôi khen em đó. Mặt dạ. Trẻ thôi chứ người ta 33 tuổi rồi. Mà công việc người ta cũng ổn định rồi. Tôi thấy cặp này hợp đó. Rồi bây giờ các tôi sẽ mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng vào buổi trưa. Rồi chúng ta sẽ cùng tâm sự với nhau nhiều hơn. Xin mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng Dảo Hảo Food trưa nay nha. Há cảo nè, hoành thánh tôm chiên giòn, sườn non hấp tàu xì, bánh nướng xá xíu phô mai đúc lò, bánh bao kim sa, minion. Trời ơi, ngon quá. Bây giờ thì hai bạn sẽ cùng ăn trưa với nhau. Có ít phút trò chuyện gì tường ra ngoài cho hai bạn tự nhiên. Vừa ăn vừa tâm sự nha. Làm sao cho người ta thấy là mình chững chạc chứ người ta thấy mình trẻ quá rồi kìa. Đó cũng là lời khen mà cũng là lời chê đó. Trẻ là biết tại sao trẻ không? Tại chưa có kinh nghiệm tình yêu đó. Bây giờ em phải chứng minh cho bạn gái biết là em vẫn biết yêu. Tự tin lên nha. Bữa nay không có nhường nhịn gì hết trơn nha. Mấy ông quay phim nãy giờ đang địa bạn gái em đó. Không có được nhường nhịn gì hết nha. Em tia thẳng vô cho chị. Được không? Dạ. Yeah. Rồi, chúc hai bạn ăn trưa ngon miệng. À mời em ạ. Dạ. Ủa em làm việc mà bán vé máy bay vậy là đó là mình mở bán hay là? Dạ em làm riêng cho mình á anh. Làm tự mình làm luôn. Dạ hả? Hồi trước em đi làm cho người ta rồi sau này em nghỉ em ra em tự mở riêng á. Thì em gia đình thì có anh chị em đâu không hay là sao? Anh chị em của em thì chắc đông á, nhưng mà có ba chị em gái à. Đông ba chị em gái. Thì em có gì hỏi anh không? Anh nghe nãy anh nói anh không biết nấu ăn nhưng mà em thì biết rồi đó, nhưng mà sau này chẳng hạn như em như nấu ăn á thì anh có phụ em được gì không hay là? À, phụ thì anh vẫn phụ được. Khi mà về chung một nhà hay gì đó thì có nhờ thì mình sẽ phụ. Nhờ bố phụ hả? Khi mà ví dụ như em mà cần cái gì đó anh lắm thì em cứ nói thì anh sẽ em chứ bình thường anh cũng không có tinh tế mà để cho là thấy cái là mình, người phụ nữ của mình đó cần cái gì cái mình ấy cũng hơi thiếu chút cái đó nên tới giờ cũng chưa có bạn gái là vậy đó. Anh là người ở đây luôn hay là anh gốc người ngoài Bắc? Không, anh là người Sài Gòn ở đây từ nhỏ đến lớn. Anh thấy anh cái nét giống người Bắc. Không biết là có gốc Bắc không? Chứ thường là mấy người công ty thì nói anh gốc ở miền Tây nhiều, chứ nói gốc Bắc thì ít lắm. Nghe giọng anh thường nói người ở miền Tây. Còn nhiều người á, nó nghe em á thì nói có người thì nói em ở miền Trung à. Có người em nói ở miền Bắc. Mẹ anh có khó không? Mẹ anh hả? Chắc không khó đâu. Tại vì nếu mà có lập gia đình thì chắc anh cũng ở riêng thôi. Chung tại vì công việc ở hiện tại là giờ vẫn làm biên quà. Mẹ thì phải ở nhà thôi, cũng không có làm gì hết. Nên cũng không có khó khăn gì với con dâu đâu, em không phải lo. Nếu mà ở riêng thì ở đây hay là ở bên ngoài với anh? Chắc ở bên hòa.
ở quê cũng qua cũng tùy nữa. Ví dụ nếu mà công việc của em ở đây, công việc của anh ở chảnh, thì có thể là thuê một cái gì đó ở khúc giữa chẳng hạn, để tiện cho công việc hai đứa, hoặc là mà sau này có thành đôi hay gì đó, em ở đây làm thì anh vẫn ở trọ chảnh anh làm, xong thì cuối tuần thì anh về, cũng vậy cũng được. Tại vì công việc của em là nó ở đây nó phù hợp hơn. Dạ. Tôi thấy cặp này là vui nhất luôn á. Trò chuyện rôm rã, ăn uống ngon lành, tính tới chuyện hôn nhân, tính tới chuyện mướn nhà ở luôn. Chững chạc nha em, nãy em nói không có chững chạc là em phải rút lợi rồi đó. Tính luôn à, mướn nhà ở chính giữa đoạn đường luôn hả? Hôm đó cũng là một ý kiến hay chứ bộ. Thì em vẫn ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà thí dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh mà thay vì giờ em cũng đang ở trọ bán vé. Bán vé vé là mình bán qua online đúng không? Dạ, nhưng mà phòng vé ở đó đúng không chị? Nếu mà thuê trọ thuê ở khúc giữa nữa là tính ra nó lộn xộn hơn em rồi đó. Có nghĩa là giữa là cục giữa, nhưng mà nó cũng là ở thành phố Hồ Chí Minh, em hiểu ý chị nói không? Tại để nó gần hơn. Còn không thì thôi chấp nhận thời thì là chồng đi cuối tuần chồng về. Còn giữa tuần ví dụ ốm đau bệnh hoạn nhớ quá thì chồng cũng về Sài Gòn biên hòa thì chạy có một tiếng chứ nhiêu. Đúng rồi, tầm tiếng vậy. Thì con không được cứ cuối tuần gặp nhau, còn khi mà tới lúc sanh con đẻ cái thì tự động phải điều chỉnh thôi. Lúc đó nó còn xa lắm. Giờ trước mắt mà mới yêu nhau mà tính tới cái chuyện mà ở rồi chị thấy là hợp lý rồi. Còn điều gì nữa không? Thí dụ như được thì khoảng bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Em thì cũng có tuổi rồi chị, thì chắc cũng tầm 1-2 năm thôi. 1-2 năm thôi. Em thì em mong muốn là bao lâu thì tiến tới hôn nhân là hợp lý? Em thì cứ lúc nào cũng được hết á chị. Cứ lúc nào cũng được hết á chị. Đó, phụ nữ là người ta vậy đó. Chị mà quen ai mà 6 tháng mà không cầu hôn là chị chia tay. Dạ. Yeah. Có thể 1-2 năm cưới, nhưng mà mình quen khoảng tầm 6 tháng thôi là mình phải cho người ta biết cái hướng của mình. Ý của mình là mình thật sự mình muốn cưới, rồi mình sắp xếp. Chứ nếu mà quen mà cứ cà lơ ngày nào không gặp rồi nói chuyện ăn đi chơi không, không có tính chuyện tương lai là phụ nữ người ta mau chán lắm. Dạ. Hiểu không? Rồi, bây giờ mời hai bạn ha. Bóc một lá bài của chương trình chơi. Cái nội dung trong này là gì mình thực hiện cho nó vui. Dạ. Rồi, đọc lớn lên em trai. Nếu được yêu cầu test độ manly của bạn trai, em sẽ test bằng cách nào? Em trả lời đi. Bạn này chưa có mối tình nào nè, bây giờ muốn test cái độ manly của bạn này, em muốn test gì nói đi, chị kiểm tra liền cho em. Chắc nắm tay được rồi chị. Nắm tay. Nắm tay được chị. Thì qua đi. Rồi, vòng qua đây, đứng qua đây. Gà lăn lên nào. Nhịp thiệp lên nào. Rồi anh cho phép anh được nắm tay em nha. Rồi. Thì được chưa chị? À, được chưa là em cảm thấy được chưa, cổ cảm thấy được chưa chứ cổ test em chứ đâu có test chị. À, em thấy anh có độ độ nam tính chưa ạ? Nam tính chưa ạ? Cũng được anh. Có hơi ấm gì truyền qua, có luồng điện thấy nào nó tay của em ấy hơi lạnh, phải hơi lạnh, lạnh thật. Rồi về chỗ đi. Cảm nhận của em như thế nào sau khi nắm tay ảnh? Anh thấy tay em hơi lạnh. Thế anh em thấy tay ảnh như thế nào? Đưa vô thì nó ấm mà chị. Ấm. Rồi mời em gái. Đọc lớn lên cưng. Bạn nam hãy kể ra ba bí mật chưa từng chia sẻ với ai. Bí mật của em là gì em cũng không biết, nhiều khi em không có bí mật nhiều lắm chị. Cái điều gì em cần chia sẻ với bạn gái? Tật xấu, thói quen. Mê game. Trong chương trình thì em nói chưa có muốn thêm mê game. Em hay chơi game nhiều. Có lúc thì chơi game suốt đêm. Bây giờ vẫn còn? Tại thì ít, không có hiện tại thì không có chơi game. Hiện tại chỉ chơi Liên Quân. Thì Liên Quân với game nó khác nhau hả em? À, mà chơi ít hơn lúc trước chị. Còn gì nữa? Hay xúc động trước những hoàn cảnh khó khăn mà khi xem phim chị. Đây. Ví dụ như em xem phim mà thấy đau thương sĩ em hay khóc. Có khóc luôn? Không. Tức là anh có khóc trước mặt mọi người không? Có. Tại vì có gì đâu phải là bí mật đâu. Thì khóc nhưng mà người ta hỏi mình đâu có nói là mình khóc đâu. Mình chỉ nói là bụi bay vào mắt hay gì đó, đó thôi. Đó, người ta cũng bí mật mà, thấy không? Người ta lãng rồi người ta giấu phải không? Một cái nữa là chắc cái này cũng không biết. Hồi xưa em làm ở Giang Bình Dương. Em với một bé kia là nó hơi cũng làm chung công ty chị. Thì em hay giỡn là nó tính nghịch cộm á chị. Mỗi lần em nói không nghe, cái em mới hay hù nói không nghe là anh hung em đó. Thì mấy lần đầu thì nói vậy thì em thấy sợ. Sợ thì phải nghe, tức là làm theo em, tại chung làm chung công việc á. Thì vô tình có một lần đó nói em đó không nghe, cái thách thách hôn xong mà hôn trúng luôn chị. Hôn trúng luôn? Dạ. Trúng đâu? Má chị. Một lần nó hôn trúng luôn đó hả? Dạ. Bí mật luôn á hả? Thì cái đó thì em nghĩ thì đâu có ai biết đâu chị, đâu có kể với ai đâu. Được không em? Ba bí mật đó em thấy được không? Tôi dạ. Thật thà quá ha. Vậy là có hôn được lần rồi. Rồi giờ còn liên lạc với cô bé đó nữa không? Hiện tại giờ em đó cũng lấy chồng rồi. Mới đi đám cưới khoảng mấy tháng. À, là vẫn có chơi chung, vẫn có đi đám cưới. Dạ. Dễ thương. Rất là thật thà, đồng ý. Bây giờ chị Tường dành cho hai bạn thêm một cơ hội nữa ha. Hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau.
30 giây dành cho hai bạn. Hãy nói cái điều gì mình muốn nói nhất ngay bây giờ. Không nói cũng có thể hát tặng nhau, đọc thơ cho nhau nghe. 30 giây chúng ta sẽ quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Anh với em á, đến đây cũng là một cái duyên rồi. Anh nghĩ là tụi mình nên cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhau về kỹ hơn. Tại vì trên chương trình thì thời gian nó cũng có hạn thôi. Mình cũng không có hiểu gì nhau nhiều. Thì biết đâu cho được thì sau cái bấm nút hôm nay thì mình có thể là đi xa hơn nữa. Và tính tới một cái hôn nhân tốt đẹp sau này chẳng hạn. Em có đồng ý với cách nghĩ của anh hay không? Dạ em cũng nghĩ vậy đó. Thì em cũng muốn mình cho thử nhau cơ hội để tìm hiểu nhau hơn chút. Rồi. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Đây là bấm nút hẹn hò các bạn nha. Rồi đặt tay vào nút bấm, sau 3 tiếng đếm của chị Tường hai bạn bấm mạnh. Nếu đồng ý, còn không đồng ý chúng ta lấy tay ra. Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Rất nhanh lẹ. Rồi, mời hai qua đây. Mời hai bạn nắm tay nhau. Và bây giờ khi chúng ta bấm nút hẹn hò, ngày hôm nay chúng ta chính thức trở thành một cặp đôi tìm hiểu nhau. Và bây giờ chương trình dành cho hai bạn một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm cái ngày đặc biệt này. Dạ, anh có ngại không em? Rất là dễ thương. Có tin vui là báo cho chị Tường nha. Dạ. Rồi, thay mặt chương trình gửi tặng cho em một phần quà. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì, không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Và chúc cho hai em sẽ sớm có những tin vui, nắm tay nhau nè. Đâu có phải tự nhiên mà. Đây, và bây giờ thì Tường đáp ứng cái nhu cầu của em là vé xem phim của chương trình. Đi xem phim cuối tuần này, đi xem phim nha. Yeah. Rồi nắm tay nhau vô rạp phim mà mặc sức mà tâm sự. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Về bản thân của mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán, công việc hiện tại của mình nhá. Vâng, em tên là Phạm Thị Thanh Huyền, sinh ngày 7 tháng 11 1991. Quê quán của em thì là ở Kim Đường, Ứng Hòa, Hà Nội. Công việc hiện tại của em là công việc tự do, đó là đi tắm các em bé và chăm sóc mẹ sinh nhận. Chăm sóc em bé và mẹ sơ sinh à? Tắm bé anh. À, tắm em bé rồi. Và chăm sóc mẹ sơ sinh. Rồi. Mình là, cái đấy là cơ sở không ai? Mình làm tự do. Em làm tự do và kiểu theo trung tâm mẹ. Đây là, đó là một cái ngành dịch vụ anh ạ. Dạ rồi. Vậy là bạn cũng ở, bạn làm ở Hà Nội luôn? Vâng, hiện tại là em đang làm ở Hà Nội. Thế bạn sống chung với lại ba mẹ hay sao? Bố mẹ dạ, hay sao? Không ạ, em như là em đang ở riêng ở trên Hà Đông. Quê em là ở Ứng Hòa, thì nó cũng thuộc Hà Nội nhưng mà khu vực em đang ở là ở Hà Đông. Thì cách cửa nhà khá là xa nên em đang thuê ở riêng ạ. Rồi. Bạn có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì ra là em cũng, nói chung là cái gì em cũng có thể thích nghi được. Thế kiểu là điểm mạnh thì em không để nhận. Dễ thích nghi. Dễ thích nghi. Trong mọi môi trường là em đều thích nghi được. Rồi. Còn điểm yếu của em thì tại vì em là từng đổ vỡ ấy, thì em hơi có cái sự gọi là tự tin, mất tự tin về cái khoản giao tiếp với giới khác. Rồi, chị từng đổ vỡ hôn nhân, hiện tại là có mấy bé rồi? Hiện tại em có 2 bé, em đang nuôi một bé gái. Bé gái mấy tuổi à? Bé gái của em năm nay chuẩn bị 9 tuổi rồi. Chứ em lấy cũng khá là sớm hết. Rồi. Chị lấy chồng bao tuổi sớm ạ? 21 tuổi ạ. Hai anh chị ở với nhau mấy năm chia tay? Lý do chia tay là gì ạ? Bọn em ở với nhau cũng được 7 năm. Chứ mà khi cố gắng khá nhiều và chỉnh sửa đối phương khá nhiều cũng không thành công.
Tại vì công việc của em là công việc tự do và công việc của anh ấy là công việc nhà nước, đó là bộ đội. Thì Rồi. anh không tôn trọng, nghĩa là họ không tôn trọng em ấy và gia đình bên em. Chỉnh sửa không được. Còn tất nhiên là trong cuộc hôn nhân đổ vỡ thì sẽ có rất nhiều lý do. Mà Rồi. một khi đã đụng đến không tôn trọng gia đình thì em nghĩ nó khó có thể bền. Thế là mà bạn là người chủ động ly hôn hay người đó? Thực ra là cả hai anh ạ. Vậy là chia tay mấy năm rồi? Mấy em chia tay được 4 năm. Năm. Sau đó thì Huyền có tìm hiểu một mối quan hệ nào khác chưa? Ra là cách đây năm ngoái thì cũng có một chị làm cùng, chị cũng giới thiệu quá, nhưng mà cũng tìm hiểu. Thực ra là mình cũng có con rồi, mình cũng cần phải tìm người tương xứng, không quá yêu cầu cao, nhưng mà em nghĩ là mình cũng phải phù với nhau. Thì em có tìm hiểu thì cũng rơi vào tầm được hơn hơn 2 tháng. Tìm hiểu xa anh ạ, thì anh đấy là công tác tại trong Phú Quốc cơ. Thì tìm hiểu được hơn 2 tháng thì có không tìm hiểu nhau được. Lý do à? Anh ấy hơn em khá nhiều tuổi, anh ấy sinh năm 76 cơ. Thì em sinh năm 91, là hơn em 10, Đúng 16, rồi. 15, 16 tuổi. Trong khi đó là anh ấy cũng là người miền Bắc, nhưng mà anh hiện tại đang công tác Phú Quốc. Thì hai người cái đối lập về cái gọi là thời điểm hai người khoảng cách hai người xa quá. Thời điểm Vâng. cuộc sống của bọn em 91 thì nó khác, mà anh ấy sinh năm 76 thì cái suy nghĩ của anh ấy nó khác. Mà anh ấy hiểu rằng là người miền Bắc, em cái này em không nhận xét, nhưng mà đa phần người miền Bắc con trai thì khá là gia trưởng, nhưng là cái tầm tuổi anh ấy sát sườn lắm luôn ý. Rồi. Rồi mới cả em có con rồi thì cái đầu tiên của mình tìm hiểu là mình cũng cần một người cha cho con mình, đúng không? Thì mình Đúng cũng rồi. nhìn cách người ta đối xử với con mình nữa. Thế anh ấy có ra gặp bạn lần nào chưa? Dạ. Đã gặp nhau lần nào chưa và anh ấy đã gặp rồi hả? Vâng, bọn em có gặp nhau rồi. Cái gì anh đi công tác trong kia thì khi nào anh về Bắc thì bọn em cũng có gặp nhau rồi. Vâng, bây giờ bạn mong muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như nào? Thực ra là em cũng không quan trọng nhiều về tuổi tác đâu, và cũng không quan trọng nhiều về công việc, nhưng em nghĩ là em thích cái câu nói đó là tìm người phù hợp chứ không phải là tìm người tốt nhất. Nên là Rồi. mình cũng từng đổ vỡ cuộc hôn nhân, và em nghĩ rằng cái sau cuộc đấy thì mình cũng ra rất nhiều cho chính bản thân mình, học hỏi được rất nhiều. Thì cái quan trọng đầu tiên của em đó là về tính cách con người của họ. Người trước của em thì họ không hề có trách nhiệm với gia đình và với con luôn ấy, nên là Rồi. rất thích một người đàn ông có ít nhất là trách nhiệm. Ai cũng không ai hoàn hảo cả, nhưng mà người đàn ông thì phải có trách nhiệm. Và Rồi. em chỉ cần 2 điều đấy thôi, chứ còn Thế làm gì. ngoại hình. Dạ. Ngoại hình thì cũng phải như nào chứ hả? Em nghĩ là bình thường là được, ấy là ưa nhìn là được chứ không cần quá cao đâu. Nhìn là được. Rồi. Quê quán vùng miền, hiện tại anh đang ở đâu thì phù hợp hơn, để hẹn hò dễ hơn. Ra nếu mà để nói về hẹn hò dễ hơn thì chắc là anh đang ở ngoài Hà Nội thì sẽ hẹn hò dễ hơn, đúng không? Nhưng mà ý của em thì tính em thì hướng nội, nhưng mà nhiều cái nó hướng ngoại lắm. Nhưng mà em không ngại thì để làm luôn, bởi vì cái công việc của em ấy, thì em có thể vào trong đấy. Nhiều lúc em Rồi. cứ gì mà em sẽ phải ở ngoài này. Rồi. Di chuyển. Nhưng mà đặc biệt là đàn ông không ra trưởng là được anh ạ. Rồi. Bạn thích con trai vùng miền nào? Nhiều, thực ra là em cũng chưa tiếp xúc nhiều đâu. Nhưng mà khi mà được nhiều người nhận xét thì em thấy miền miền nào cũng có người tốt thôi. Miền Bắc cũng có người tốt và miền Nam cũng có nhiều tốt. Nên là em sẽ ưa về miền Bắc hoặc miền Nam. Chứ miền Trung và miền Tây thì em không nghiêng lắm anh ạ. Rồi. Em được Rồi, ok.
Cậu là người miền Nam, tôn trọng phụ nữ hơn. Còn em cũng không tiếp xúc nhiều. Vâng ạ. Ok, cảm ơn bạn nhé. Thì hôm nay cái buổi nói chuyện đầu tiên, để tìm nếu mà tìm được người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ lại với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Kế toán ạ. Sinh năm 89 làm kế toán, quê của mình ở đâu mà mình làm việc ở đâu? Quê ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi làm việc thì ở gần ở Đức Hòa, kế bên nhà. Quê Sài Gòn. Rồi bây giờ chị Hoa nói một xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em họ, em hiền lì, dễ thương, vui vẻ, hay cười. Em nói sự tốt với mọi người, nó sống tình cảm với chị. Cái mạng của bên mình hình như nó hơi chưa ổn định đó, cho nên nghe không rõ. Mình đang xài wifi hay 4G? 4G. Rồi trước giờ là mình đã từng trải qua những cái mối tình nào rồi? Một hai người ạ. Rồi mình chia sẻ luôn, mình quen bao lâu sao mình chia tay? Đầu tiên thì 20 mấy tuổi, 24 tuổi. Em có quen khoảng là chưa có hôn nhân á chị, cho nên là tới giờ luôn cũng chưa quen ai. Dạ rồi, chị nghe chưa ạ? Là bao lâu rồi mình không quen ai chị? Cũng 3-4 năm. Là mình làm việc ở trong công ty cũng không có người phù hợp hay như thế nào? Công ty của em á, thì bây giờ em cũng lớn tuổi nè, nên mọi người vô thì công nhân thì ở tuổi hơn em, là mấy anh chị học trình chị đi làm thì về nhà thôi, nói chung là cũng ít bạn bè. Nhà thì cũng có gia đình hết rồi. Rồi bây giờ chị nói về hình mẫu mình mong muốn luôn ha. Thì em mong muốn là cái anh này là ở người miền Nam á chị, chứ đừng có miền ngoài. Rồi ngoại hình với lại khuôn mặt thì ưa nhìn. Rồi một người tốt bụng này, có đạo đức, sự tốt với mọi người, có trách nhiệm, có học thức, có tinh thần cầu tiến. Rồi mình, anh này sinh năm bao nhiêu chị? Có thể nhỏ hơn em 1-2 tuổi, bằng tuổi và lớn vài tuổi cũng được. Rồi ok, mình có tài lẻ hay năng khiếu gì không chị Hoa? Thì em ca hát được. Rồi chị hát thử một đoạn ngắn cho nghe con ha. Rồi. Thật sâu trong lòng giấc mơ, những hoàn toàn nỗi đau, muốn cùng đi đến khi tìm đi mà sao tim anh nở đầy. Rồi ok chị, nói chung hôm nay mình cá thì âm chắc mình ngồi trong phòng kín quá hay sao, nó hơi bị vang á. Nói chung là tụi em cũng có note lại một số những cái chia sẻ của mình rồi, nếu mà mình vào vòng 2 thì sẽ có biên tập á, trao đổi kỹ thêm với mình về nội dung ha. Rồi. Rồi nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ báo sớm để mình sắp xếp mình tham gia ha. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Dạ rồi, chào chị ạ. Dạ.